Nếu máy hàng của anh em mà gặp hiện tượng như vậy là hiện tượng đang bị thừa dây đấy, thì ở trên cái hộp điều chỉnh ở ngoài đầu cấp đây, ngoài đầu rùa thì nó sẽ có hai núm, một núm V, một núm A. Lúc đó chúng ta cần giảm núm A đi, chúng ta hãy giảm từ từ ngược chiều kim đồng hồ đó. Khi nào chúng ta nghe thấy tiếng hèn giòn đều, trái giòn đều và xỉ ít bán tuế thì chúng ta đã điều chỉnh thành công. Chúc tất cả các anh em thành công nhá.